Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Khánh Linh đang là con mèo móc tiền vào cho quý vị đây. Năm mới phát tài chưa quý vị ơi? Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Khánh Linh trong suốt thời gian vừa qua và yêu thích kênh. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, MC Khánh Linh xin kính chúc tất cả quý khán giả gần xa của kênh MC Khánh Linh USA, YouTube cũng như là Facebook và các vị khách mời trong các chương trình cộng tác với Khánh Linh. Bên cạnh đó, những nhà bảo trợ luôn tin tưởng mới quảng cáo với kênh của Khánh Linh. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị ơi, có thể nói trong những cái năm làm YouTube của Khánh Linh thì cũng có những lời khen tặng, khuyến khích, làm động lực cho Khánh Linh làm nhiều chương trình hơn. Cũng có những lời chưa hay nhưng mà nhìn làm vậy cho Khánh Linh cũng biết là nhìn nhận lại mình là những cái gì chưa tốt thì mình sẽ làm tốt hơn trong những chương trình sau. Và trong năm nay, Khánh Linh cũng mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ, yêu thương để Khánh Linh càng ngày càng hoàn thiện chương trình và có những chương trình mới hay hơn. Nếu những ai chưa bao giờ subscribe kênh YouTube thì có thể subscribe và bấm vào cái chuông để lúc nào có những video mới thì YouTube cũng báo cho quý vị. Còn những ai chưa kết nối với Khánh Linh bên trang fanpage của Facebook thì cũng vào là MC Khánh Linh USA. Tại vì có những cái chương trình mà Khánh Linh không thể làm bên YouTube vì cái bản quyền copyright music đó quý vị, thì Khánh Linh sẽ làm bên Facebook nha quý vị nhé. Ngày hôm nay tin vui đầu năm mới mùng 1 Tết quý vị, thì Khánh Linh xin gửi đến cho quý vị một tin vui về thuế nha quý vị nha. Có những cái thay đổi mới mà hàng triệu người dân Mỹ sẽ rất là happy với cái thay đổi mới này, tại vì sẽ có thêm tiền vào túi của họ. Thưa quý vị, thì ngày 28 tháng 1 vừa qua là cuối tháng 1 đó, thì bên sở thuế có thông báo là với cái sự thay đổi thuế mới này thì hàng triệu người Mỹ không có con sẽ được thêm tiền tax credit. Bây giờ những ai từ 18 tuổi trở lên có quyền qualify khi mình khai thuế, có đủ điều kiện để mình có thể được những cái tiền gọi là earned income tax credit nha. Tiền Earned Income Tax Credit dành cho người 19 tuổi trở lên với cái thay đổi mới này của sở thuế. Và cũng tùy thuộc vào cái income của người đó và tùy thuộc vào cái số trẻ em, số dependent, số children mà người đó có. Thì thường trung bình sẽ save được, có nghĩa là được cái tiền tax credit lại là 6.935 đô la. Như vậy là cái mức trung bình nha, không phải ai cũng được như vậy nha quý vị nhé. Và trước đây, trước cái luật mới thay đổi này, thì cái tiền Earned Income Tax Credit á, thì nó chỉ dành cho những người cha mẹ, hay là những người cha mẹ có con, hay là những người không có con, từ 25 tuổi cho đến 64 tuổi nếu chúng ta làm trong cái mức income gọi là low income, hay là middle income, có nghĩa là trung bình thôi, income trung bình và trung income thấp thôi thì mới được hưởng những cái tiền này. Còn những ai mà lớn hơn cái tuổi đó hay là nhỏ hơn cái tuổi mà từ 25 đến 64 mà nếu có con thì trong cái khoản income đó thì cũng được tiền Earned Income Tax Credit nha quý vị nhé. Tại sao có những thay đổi này? Sở thuế đã thay đổi vì muốn mở rộng cái tiền Earned Income Tax Credit giúp cho người dân Mỹ khó khăn trong mùa dịch này với cái luật là American Rescue Plan Act của ông Tổng thống Biden ký vào cái hồi năm ngoái đó quý vị. Lúc mà cái trách thứ ba quý vị nhớ không, thì cái lần đó ông cũng ký cái dự luật thay đổi này luôn. Mới đầu là họ chỉ cho tạm thời thay đổi trong cái năm 2020 tax year thôi. Nhưng bây giờ nó đã đổi thành cái permanent change, có nghĩa là ổn định luôn, thay đổi ổn định luôn, có nghĩa là năm 21 này cũng được luôn nha quý vị nha. Nghĩa là tax year năm nay, thế nên những cái gì Khánh Linh đang nói thay đổi là sẽ dành cho cái tax year năm nay. Khi mà quý vị đi khai thuế bây giờ cho đến tháng 4 nè quý vị, tới ngày 18 tới tháng 4 2022 nha. 19 tuổi trở lên không có con cũng được hưởng cái tiền Earned Income Tax Credit nếu income của chúng ta đúng cái mức mà ra được yêu cầu đủ điều kiện.
Nhưng những cái phần mà gọi là exception, ngoại lệ là có 18 tuổi cũng được nữa quý vị. Đó là dành cho những ai mà mới ra khỏi foster care, hay là những người mà đang phải đối mặt với tình trạng gọi là homeless quý vị. Thì 18 tuổi cũng đủ điều kiện, nếu mà cái income mình trong cái mức đó thì cũng được cái tiền Earned Income Tax Credit nha. Thì thường cái tiền Earned Income Tax Credit đó quý vị sẽ trung bình là lấy lại được khoảng bao nhiêu tiền? Thì từ khoảng 560 đồng cho đến 6.935 đồng là cao nhất trong cái năm 2022 này khi chúng ta đi khai thuế. Thì Khánh Linh không thể nào nói số chính xác quý vị nhận được bao nhiêu tax credit đó hết, tại vì phải tùy thuộc vào cái filing status của quý vị, là quý vị khai single, filing marriage joint, có bao nhiêu đứa con, hay là quý vị income làm bao nhiêu, 50.000, 60.000, 30.000 hay như đó. Khi mà chúng ta đi khai thuế thì cái người khai thuế bỏ hết information vào thì người ta sẽ báo cho quý vị biết nhé. Và người ta cũng sẽ báo luôn cho quý vị nếu năm sau anh chị làm cái income này hay cao hơn như thế nào đó thì anh chị sẽ không được cái tiền Earned Income Tax Credit nữa. Chúng ta nên hỏi cái người khai thuế cái phần đó luôn, để năm nay khi chúng ta làm chúng ta còn liệu cái income của chúng ta coi cuối năm sau chúng ta có phải đóng nhiều tiền thuế hay không. Nếu mà chúng ta không được cái tiền Earned Income Tax Credit nhiều lắm nha quý vị, mấy ngàn đồng lần đó, mà cái tiền này là tiền refundable. Những học sinh full time mà dưới 24 tuổi thì sẽ không được đủ điều kiện cho cái tiền Earned Income Tax Credit này nha, không được. Nói là 18 tuổi, 19 tuổi được, không có con được, nhưng mà nếu mà là full time student thì sẽ không được qualify cho cái Earned Income Tax Credit này. Hiện tại thì người khai thuế mà không có con muốn được hưởng cái tiền Earned Income Tax Credit này thì income 21.430 đồng. Còn nếu mà là filing joint, hai vợ chồng với nhau không có con thì phải 27.380. Có nghĩa là nếu mà mình cao hơn cái mức đó thì sẽ không được nha quý vị nha. Còn nếu mà những ai có con thì nó sẽ có cái income khác nhau nha. Nhưng hiện tại cái income cao nhất cho một gia đình hai vợ chồng và ba đứa con trở lên, hơn ba đứa con cũng được, mà income maximum chỉ được là 57.414 đồng mà thôi. Đó, cho nên khi mà cái người khai thuế của chúng ta làm cho chúng ta thì người ta sẽ biết ra được rằng income của quý vị có ngay cái mức đó hay không, để quý vị có được Earned Income Tax Credit hay không. Cái này thì nó sẽ flexible hơn với những người làm self-employed quý vị. Người ta control được cái income của người ta, nhưng mà đối với những ai mà làm hãng thì hơi bị khó nha quý vị. Nhiều khi cho làm overtime là rồi khỏi luôn. Là khỏi luôn rồi. Cuối năm nhiều khi đóng tiền nhiều lắm luôn nha quý vị nha. Earned Income Tax Credit, đây là tiền refundable. Refundable có nghĩa là sao, để Khánh Linh nói cho quý vị nhé. Thí dụ như năm nay quý vị đi khai thuế mà quý vị phải đóng lại, cái người khai thuế nói với mình là: ồ chị ơi, anh ơi, năm nay là thuế của anh chị là anh chị phải đóng là tới 4.000 nhá. Ok. Và nếu mà mình có cái tiền Earned Income Tax Credit đó, là mình có dụ như 6.000 đi ha, trung bình mình có là 6.000 đi, thì mình lấy cái 6.000 đó mình trừ cho cái 4.000 đó ra thì mình vẫn còn lại 2.000 đồng tiền refund, là sở thuế sẽ refund lại cho mình 2.000. Đó là lý do mà Khánh Linh nói là nó rồi refundable, có nghĩa là có thể hoàn trả lại được cho quý vị. Có những cái credit không có hoàn trả lại, nó chỉ cancel cái tax của mình thôi, hay là họ chỉ cho maximum như thế nào để mình trừ cái tiền nợ thuế của mình thôi, chứ không được trả lại như là một cái refund nhé. Và như sở thuế nói, với cái thời điểm như vậy đó thì khoảng 3 tuần sau khi quý vị file thuế xong thì người ta sẽ bắt đầu người ta gửi refund ra. Và sở thuế sẽ không gửi refund sớm nhất là phải giữa tháng 2 mới bắt đầu gửi ra, nếu bây giờ chúng ta đi khai thuế. Và tiền mà gọi là thất nghiệp 10.200 đồng trong năm 2021 có được free tax nữa hay không? Xin thưa là không nhé. Tiền mà 10.200 mà thất nghiệp quý vị là miễn thuế đó, chỉ dành cho năm 2020 thôi. Năm 2021 người ta không cho nữa, chắc ai cũng đi làm lại rồi, cho nên không có free nữa. Free một lần thôi chứ free hoài đâu có được. Cho nên những khán giả nào mà chưa nhận tiền thất nghiệp, mà chưa đóng thuế trên cái check hàng tuần mà mình nhận đó, thì có thể là cuối năm mình sẽ đóng lại rất là nhiều nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày đầu năm mới. Hy vọng là những tin vui, tin tốt về thuế, về tiền, những ngày đầu năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho quý vị trong nguyên cả năm 2022. Và mong rằng năm nay vẫn còn dịch, cho nên chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe, bảo vệ an toàn cho bản thân và luôn vui vẻ, bình an là một cái điều mà cần nhất trong thời điểm này. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai nhé.
và luôn luôn ủng hộ đồng hành với Khánh Linh cũng như là kênh số 1 và kênh số 2 Khánh Linh Cuộc Sống Mỹ, ủng hộ luôn cả những nhà bảo trợ đã đồng hành với chương trình của Khánh Linh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. My name is Jennifer Lee and I started attending the Risings Academy around 2012 when I was in either first or second grade. I've been enrolled in their Saturday program, summer program, and SAT program, as well as private one-on-one tutoring, specifically with Dr. Ryan himself. Dr. Ryan has personally tutored me since I was probably around third grade and greatly helped me get ahead in my academic coursework. I was probably learning about two grade levels ahead of my current grade level up until sixth or seventh grade, where I started solely taking their SAT program to train and prepare for the SAT, which did help me greatly improve my SAT score. And Omni Risings Academy has greatly helped me on my academic journey. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.